Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ăn đúng sống vui. Ăn gạo lứt là ăn đúng thức ăn của loài người, là thuận với trật tự thiên nhiên. Trật tự thiên nhiên là mỗi loài có thức ăn riêng, và loài này ăn xâm phạm thức ăn của loài khác là dẫn đến mất mạng. Loài bò ăn cỏ, loài cọp ăn thịt và loài người ăn hạt cốc, trong đó có gạo lứt. Bắt loài cọp ăn cỏ thì loài cọp sẽ chết sớm. Tương tự bắt loài bò ăn thịt, loài bò cũng chết sớm. Vậy loài người không ăn gạo lứt mà ăn các loại thức ăn khác thì loài người cũng bị mất mạng dần dần thông qua bệnh tật. Ai vi phạm trật tự nhẹ thì bệnh nhẹ, ai vi phạm nặng thì bệnh nặng, vi phạm nặng nữa sẽ mất mạng. Thuận thiên đã tồn, nghịch thiên đã vong. Hiểu được điều này và sử dụng gạo lứt làm thức ăn chính thì bệnh tật sẽ hết, tai nạn sẽ tránh xa, sức khỏe ngày càng tăng và trí tuệ ngày càng sáng suốt. Gạo lứt có tính quân bình âm dương tự nhiên, các thức ăn khác không đạt được mức quân bình này, hoặc là thiên về âm hoặc là thiên về dương. Khi có sự tính toán của chúng ta để thức ăn đạt được quân bình âm dương thì sự quân bình này không còn tự nhiên nữa. Để phân định âm dương trong thức ăn, tiên sinh Osawa, người sáng lập phương pháp thực dưỡng vào đầu thế kỷ 20, dựa vào tỷ lệ kali trên natri có trong thức ăn. Nếu tỷ lệ kali trên natri bằng 5 là thức ăn quân bình, lớn hơn 5 là âm hơn và nhỏ hơn 5 là dương hơn. Tỷ lệ kali trên natri trong gạo lứt là 4,5 nên gạo lứt được xem là quân bình âm dương. Đông y đã khẳng định cơ thể khỏe mạnh là cơ thể quân bình âm dương và cơ thể bệnh tật là cơ thể mất quân bình âm dương. Gạo lứt là tốt nhất cho cơ thể, duy trì sự quân bình của cơ thể, không làm cơ thể mất quân bình, nghĩa là duy trì sự khỏe mạnh. Nếu cơ thể bị mất quân bình, tức là bị bệnh, gạo lứt có khả năng giúp cơ thể lập lại quân bình, tức là đẩy lùi bệnh tật. Điều này đúng theo lý luận của Đông y, chữa bệnh là lập lại quân bình âm dương cho cơ thể. Cho nên, dù chúng ta bị bệnh gì mà ăn gạo lứt một thời gian thì bệnh sẽ khỏi. Hai vị danh y của Việt Nam là Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãng Ông cũng đã công nhận rằng gạo lứt là dược thảo quý nhất. Gạo lứt hợp với hệ tiêu hóa của chúng ta. Chúng ta có răng hàm để nhai và nghiền thức ăn nhờ xương quai hàm có thể mở lên xuống và đưa qua lại được. Chúng ta không có răng nanh sắc nhọn như loài ăn thịt. Xương hàm của loài ăn thịt chỉ cử động lên xuống, không cử động qua lại được. Loài ăn thịt thường nuốt trộm thức ăn. Chúng ta có men amylase trong nước bọt có khả năng thủy phân tinh bột trong hạt gạo thành đường glucose. Đường glucose là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu và trực tiếp cho cơ thể. Nồng độ axit chlorhydric trong bao tử loài ăn thịt mạnh hơn gấp 10 lần loài người. Nồng độ axit cao như vậy mới tiêu hóa được thịt sống và xương. Ruột của loài người so với thân thể ngắn hơn ruột của loài ăn cỏ, nhưng dài hơn ruột loài ăn thịt. Ruột của loài ăn thịt dài khoảng gấp 3 lần chiều dài thân thể để thải nhanh chất độc tạo từ thịt ra ngoài. Ngược lại, ruột của loài ăn cỏ dài gấp 6 lần chiều dài thân thể để có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn. Thức ăn hợp với hệ tiêu hóa cũng là yếu tố tổ hợp với trật tự tự nhiên. Ăn gạo lứt dễ tiêu, ăn gạo lứt làm cơ thể không mất nhiều năng lượng để tiêu hóa, nên những người ăn gạo lứt thấy dễ tiêu và bụng nhẹ nhàng. Các loại thức ăn khác rất khó tiêu và làm cơ thể mất nhiều khả năng, năng lượng để tiêu hóa, để khử độc, để tống khứ ra ngoài. Vì thế bụng lúc nào cũng nặng nề. Các thức ăn khác không những tạo gánh nặng cho, mà còn làm rối loạn hệ tiêu hóa nữa. Các nhà khoa học hiện đại đã công nhận rằng ruột là não bộ thứ hai. Nếu để bụng trống trải nhẹ nhàng thì đầu óc nhẹ nhàng thư thái hơn và khả năng tư duy sáng suốt hơn. Còn nếu bụng bị nặng nề thì đầu óc cũng nặng nề theo và khả năng tư duy bị mơ mờ. Các vị thiền sư nói rằng trí thông minh nằm ở bộ não trên đầu, còn trí tuệ nằm ở phần rốn dưới bụng. Ăn gạo lứt là không phung phí thức ăn, vì cơ thể hấp thu gần như toàn bộ gạo lứt ăn vào. Các loại thức ăn khác cơ thể chỉ hấp thu một phần và phần còn lại thành phân thải ra ngoài. Chúng ta không nên tranh giành những thức ăn không phù hợp với những loài khác. Chúng ta không ăn phần đó thì loài khác được nhờ, loài khác được ăn phần đó và loài khác không bị giết thịt. Ăn gạo lứt là thực hiện kiệm phước để dành phước cho những lúc nguy khó. Theo nhà Phật, ba cái thường làm mất phước là cái ăn, cái mặc và cái ở. Ăn gạo lứt là không phung phí phước, không biến phước thành phân rồi thải bỏ. Ăn gạo lứt là ăn đúng với thức ăn của người Việt như Quốc Tổ Hùng Vương đã dạy trong Sự Tích Bánh Chưng Bánh Dày. Bánh chưng bánh dày làm từ gạo và nếp. Người xưa không sử dụng nhà máy xay gạo nên hạt gạo là hạt gạo lứt, chỉ gọi là gạo, không phân biệt gạo sắc trắng hay gạo lứt. Từ khi có nhà máy xay gạo là lúc có sự phân biệt gạo lứt với gạo sắc trắng. Trong Sự Tích Bánh Chưng Bánh Dày được chọn chứng tỏ rằng gạo và nếp là thượng phẩm, vượt trên sơn hào hải vị, nem công chả phụng và những thực phẩm khác. Lang liêu
người dân bánh chưng bánh dày được chọn truyền ngôi vua, chứng tỏ Lang Liêu đủ đức đủ tài. Cái đức cái tài này được nuôi dưỡng bằng chính những hạt gạo hạt nếp làm ra loại bánh này, chứ không phải thực phẩm khác. Phương Tây có câu "You are what you eat", bạn là những gì bạn ăn vào. Tiên sinh Osawa nói chúng ta là thức ăn. Chúng ta muốn sướng hay khổ, muốn thông minh hay đần độn, muốn hiền lương hay hung dữ, muốn làm vua hay làm giặc đều do thức ăn mà thành. Gạo lứt không những giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp phát triển trí thông minh và trí tuệ. Gạo lứt và hạt cốc, lúa mì, lúa mạch, hạt kê, bo bo đã tạo ra những vị minh triết của nhân loại như Đức Phật, Đức Chúa, Đức Lão Tử. Chỉ có loài người mới được tạo hóa ban tặng đặc quyền sử dụng thức ăn quân bình tự nhiên là gạo lứt và hạt cốc. Những loài động vật khác đều ăn những thức ăn mất quân bình, chẳng hạn cá thịt thuộc loài dương và rau củ thuộc loài âm, nên động vật không có trí khôn như loài người. Muốn có thánh trí, chúng ta phải ăn gạo lứt. Tuy nhiên, con người có nhiều cách tu tập để khai mở thánh trí, nhưng không thể bỏ qua nền tảng cơ bản là ăn uống đúng. Tại sao con người phải ăn gạo lứt hoặc hạt cốc? Không ai biết cả, không có người nào đủ khả năng trả lời được câu hỏi này. Giống như cũng không ai trả lời được tại sao loài bò ăn cỏ, loài cọp ăn thịt, tại sao mặt trời mọc ở hướng đông. Chỉ có tạo hóa mới trả lời được. Tạo hóa tạo ra loài bò thì tạo hóa tạo luôn thức ăn cho loài bò. Tạo hóa tạo ra loài cọp thì tạo hóa quy định luôn thức ăn cho loài cọp. Tạo hóa tạo ra loài người thì tạo hóa quy định luôn thức ăn cho loài người. Cho nên loài người không có quyền quy định thức ăn cho loài người. Ai mà tự cho mình cái quyền tạo ra thức ăn cho con người là người đó chống lại tạo hóa, trái với luật tự nhiên. Mục đích cao thượng. Chúng ta ăn thực dưỡng với mong cầu cho thân thể của mình được khỏe mạnh, tâm của mình được an vui, trí của mình được sáng suốt. Đó là mong cầu chính đáng. Tuy nhiên, mong cầu này ít nhiều mang tính ích kỷ. Chúng ta ăn thực dưỡng với mong cầu người thân mình cũng ăn để được khỏe mạnh, để có cuộc sống vui sướng. Mong cầu này chính đáng nhưng còn mang dáng dấp của lợi ích gia tộc. Ăn thực dưỡng với mong cầu dân tộc mình cũng ăn để được cường tráng và xã hội bình yên. Mong cầu này chính đáng nhưng thể hiện cái tôi của mình còn lớn. Ăn thực dưỡng vì lợi ích của loài người, vì lợi ích của muôn loài, thể hiện tâm mong cầu chân chính cao thượng. Tiên sinh Osawa thấy được cảnh khổ đau bệnh tật và chiến tranh của nhân loại sinh ra từ việc ăn uống sai trái. Tiên sinh mong muốn mọi người hiểu ra tầm quan trọng của ăn uống để thoát khỏi cảnh khổ. Mẹ của tiên sinh mất khi tiên sinh mới 10 tuổi. Tiên sinh luôn tự hỏi tại sao một người mẹ dịu hiền tần tảo lại mất sớm như thế. Cuối cùng tiên sinh trả lời được câu hỏi này, đó là do ăn uống trái với thiên nhiên. Nhờ ăn uống đúng mà tiên sinh đã tự chữa hết bệnh lao phổi, ung thư dạ dày, bệnh tim và bệnh thận. Từ đó, tiên sinh dâng hiến cả phần đời còn lại để nghiên cứu ăn uống và triết lý âm dương. Niềm vui lớn của tiên sinh là truyền bá phương pháp thực dưỡng và vô song nguyên lý. Là muốn mọi người hiểu trật tự của vũ trụ, tiên sinh nói, tôi nói rất nhiều lần rằng tất cả bệnh tật đều chữa lành trong vòng 10 ngày bằng thực dưỡng và bằng vô song nguyên lý. Những mong cầu mang tính ích kỷ sẽ đẩy chúng ta đến chỗ tự mạn và kiêu ngạo khi đạt được chúng. Khi chúng tôi bắt đầu ăn số 7, sư phụ bảo coi chừng chết trên số 7. Sự nhắc thức của sư phụ làm chúng tôi bừng tỉnh và càng ngày càng thấy sự nhắc thức đó luôn đúng và cần thiết. Ăn số 7 chỉ là một phần trong cuộc sống, thực dưỡng cũng chỉ là một phần trong cuộc sống. Chúng chỉ là phương tiện hiện thời của mình để đạt tới mục đích cao thượng. Ngày xưa làm gì có số 7, không ai đề cập đến thực dưỡng. Vậy mà vẫn có những vị minh triết ra đời. Bởi vì người xưa đã sinh sống và ăn uống thuận với thiên nhiên mà người bây giờ gọi là thực dưỡng. Thực dưỡng không phải là tất cả. Nếu không có sự nhắc thức của sư phụ, biết đâu chúng tôi đã tưởng tượng rằng thực dưỡng là số 1, ăn số 7 là cao nhất. Trí tưởng tượng cứ thế đẩy mình lên hàng số 1, thiên hạ không ai bằng mình. Càng ngày cái tôi càng lớn, càng ngày tính kiêu ngạo càng tăng, sẽ đi đến chỗ hết phê phán người này đến phê phán người kia, hết chê cái này đến chê cái khác, tự cho mình cái quyền đi giảng dạy cho người, tự cho mình cái quyền mạt sát người khác, chửi rủa người khác, rồi tự cho mình cái quyền đi thương hại người khác. Tự thấy mình bự quá, quan trọng quá nên mới cho mình cái quyền to như thế. Nếu xem mình là cỏ rác thì những cái quyền này bỗng mất tiêu. Tiên sinh Osawa bảo, bệnh gì cũng có thể chữa khỏi trừ bệnh kiêu ngạo. Ăn uống đúng không những thay đổi được thể xác mà còn thay đổi được tâm hồn. Ăn đúng sống vui là thế.
Kamati so.